Hả? À? Buổi chiều nấu ăn ở ngoài tìm được vài là mình nghĩ rồi. Tôi giờ nặng tay. Quyết đưa đông đi lấy thì cái rải tay cái. À đó. Được rồi, nghe thấy rồi. Cho anh một quả diêm, anh sẽ đốt nhà. Không, anh thì chả cần diêm. Hai hòn đá nhà nhau cũng được. Đấy, sáng ra tắm, nên là lần thứ ba này. Đấy, quần áo thì mũ giặt đi. Để về gặp người yêu. Chán này. Ừ, nói về gặp người yêu là cười cười cái nè. Tin cái này. Bạn có TikTok của vợ Quyết không? Hả? Có TikTok của vợ Quyết không? Để tôi mời vào xem cái. Ngủ rồi, ngủ rồi. Ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Ly thân rồi, đi cần già sợ gì nữa. Đâm đơn ra tòa thì Tết về xử lý thôi. À, kiếm người yêu dần đi là vừa. Thái Hương, ui Thái Hương. Ai biết tên vợ bạn đi. Hướng Thái, Thần Trang. Ê, ta đi rồi. Vâng. Điện người yêu chưa? Đi. Mình đi nha, mai mình về nha. Để đưa Quyết để bật lách đi cái đó. Bạn cẩn thận đấy. Mình quay bạn lái xe nha. Thôi bạn không phải quay đâu. Như để quay đống lái xe kìa ơi. Phải quay sang bên xem có lắng không? À. Phải nhá. Điện ra cái đường này thêm vừa nữa mắt sáng gấp đôi. Ok, hạ cách cách nhá. Đàn ông nắm thế bảy thiệp là chuyện bình thường mà mọi người cứ cân nặng vấn đề. Bạn liên liên sang này cái. Hả? Bạn liên sang bên đông này xem này. Rồi à, đưa về cho đừng có nghe đống nghe đống chuyên gia đột nha nhá. Dạ, thứ ba cũng vẫn đi. Cũng làm xấu vẫn làm trung tình nhỉ. Hả? Mình phải bàn trung tình thôi. Thật sự luôn. Trung tình sao? Lúc vợ nó bỏ anh đi để mất sông lấy vợ khác. Cười mặt cứ. Chạy đi sao? Thế bà nói thôi không không không. Ừ, anh này anh nổ á. Thế nhiên là đi với quỷ đóng biết nổ mà ngồi về đóng là cùng nổ chứ đóng luôn đó nè. Nhiều đùa. Nhiều phòng cha. Bạn thế nào với tôi nổ ơi. Nổ thì nói. Lâu lâu lụy quá phật là tôi không sợ sập. Anh to mồm hay tuyệt. Ngạt mùi chứ anh. Chớp. Và thực sự nói thì không phải nói chuyện cho mình. Mà tính quay sợ mồm cho mọi người. Quý đây. Ừ, mình server mình quý ngay trước thằng server lắm. Có mồm đấy nhưng server mình cả làng server có phải mỗi mình server đâu. Vậy chứ vừa đóng ở đấy bao giờ server nè. Đấy gì server vừa đấy này. Lối đi về nhà rồi mọi người. Về chơi tí đi về nhà rồi. Cái gì? Về nhà mố. Lối mọi người hỏi là lối đâu. À lối hả? Lối thứ hai và thứ sáu về nhà. Thứ bảy chủ nhật cho anh la chơi tí thôi. Để về học hành thì nhớ các chủ các bạc đi làm từ sáng đến tối ai quản lý được không? Bạn quay camera sang bên đông bao lưu mình nói chuyện gì cái? Quay đây. Sơ sập. Em chưa thử gái đàn ông trên thế giới không sợ vợ. Ôi còn người không sợ đâu. Anh đóng tuổi gì mà đột nhà anh? Tuổi gì? Tuổi gì? Con nương. anh chẳng qua anh không muốn đột nha đống thôi chứ anh mà đột nha đống phạt một tôi chấp. Tôi chấp. Anh quỷ toàn bảo anh quên chứ chủ quỷ của em chủ quỷ của em thứ nhất rồi chủ quỷ của em thì đẳng cấp rồi 83, 86 rồi mày định rồi mày định. Chủ quỷ của bọn em thì của bọn cháu thì nhất rồi trong số một của ăn của lam á ai qua được chủ quỷ đâu. Mafia. Như anh quỷ thì có sợ ái đâu, mới có đâu mà sợ. Không bao giờ sợ ái. Đang quyền đây. Bạn nói đi. Nói thế hơi mâu thuẫn. Thật sự mà... chưa có vợ thì sợ ái. Đang độc thân. Giờ mà nói chuyện ở trên lái này chỉ có mấy ông có vợ sợ thôi. Vậy mày. Đấy. Sao mình vợ mình vợ server mình đây mình nói thẳng thắn đây nói trong nhà biết thì đây server mà. Nhưng mà Quyết mùa thu. Quyết mùa thu mà. Quyết mùa thu lúc trước đặt lại tên rồi đấy. Quyết mùa thu rồi đấy. Em tàn 2 năm không đủ. Ai? Tàn ai? Tàn quý. Không, tàn mình với Quyết thì. Đấy thì thật. Đóng cho cỏ ái hử đó đấy. Đóng cái ngã quay rồi.
Em vẫn độc thân đây Anna quý ơi, có Anna đang độc thân. Anna sinh năm 82. Hợp hợp. 82 với 86 cực hợp. Cho mấy hộ cực hợp. Ngủ hợp. 88 hợp. Tứ hợp, 8 hợp, ngủ hợp, tất cả đều hợp. Tứ hình dung quyết tại điên. Bạn 2 năm không lung lay. Em 93. Úi trời ơi, 93. Vì 93 thì chắc còn ngon luôn. Quý ạ. Và em tán không nuôi được. Được hả? Mà được đấy, trình báo ok đấy. Được lắm luôn anh ạ. Quý ơi gật đầu đi. Quý ơi gật đầu đi quý ơi. Đây mình làm thầy mình biết mà. Ngon ngon ngon, 93 ngon. Đẹp đẹp. Cái tiền hả? Cái tiền này bạn có đỏ nó mình vào, cầm máy vào đây, hai anh em tôi nói chuyện nhé. Bạn ngồi đó. Đóng cái máy, đóng đóng này, đóng cái máy. Sao? Không cầm máy mà nói chuyện với Quý. À, ok ok, có anh à, công nghề vào luôn. Ủa, ngô bạn ạ. Tôi quên không dần bạn có tôi bao với. Hả? Quên như bạn có tôi bao với. Em dặn quyết quyết mùa thu rồi. Chào tất cả mọi người. Quyết mùa thu chạy rồi. Ôi chú Quý. Quý đang ngồi tâm sự. Thôi thì về nhà rồi thôi, tắt máy đi. Thôi chào 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 các bạn nhá. Chào mọi người nhá. Đó. Chán gì? Nhìn. Chán quá nhìn đi. Yeah. Nhìn đi. Chọc chọc đấy. Này đúng quá. Chán rồi. Chán cái gì? Quyết mùa thu. Tắt rồi. Tắt đi. Tắt rồi. Sao mày mới đẹp thế? Máy đẹp. Người đẹp như máy hình như đẹp. Mày bột tóc, mấy bột tóc à? Người đẹp thì hình nó đẹp, nên hình nó đẹp. Người xấu rồi nên hình đẹp. Tắt mic luôn vần này. Tắt mic đi kia. Tắt hai mic luôn vào bàn dưới, bàn tắt đi. Máy bên này nó cập nơi đây đây. Đấy tắt mic rồi mà. Đừng có máu rẻo. Đây gọi là quyết mùa thu cho cặp điện thoại nè. Bê cá không? Có biết đâu. Bê cá không ai? Quyết là đang thân vợ chứ các bạn. Đấy, làm Tết là khả năng là vậy. Hai người ở gần nhau không không đấm nhau được vậy. Bốn tháng. Bê cá không ai? Tết là về ra tòa. Bê cá có được đâu? Mấy ông cái này 17 giờ 16 phút. Có mười con mười con mười con nắng đương rồi lão à? Có đi hôm mua đâu em? Máy mày đi. Dạ mình đưa về hôm mua thăm người yêu. Quế đã làm keo cái đấy. Cái cây nó bấm mấy có biệt đấy, có đây có biệt bấm cái cây ở mồm ấy. Chỗ ai mới thì nhận nó nhưng chả biết gì. Bỗng chịu. Hỏi các bạn ấy, hỏi các bạn ấy. Họ hái cái bao tay ấy, cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay. Hái cái bao tay đụng nhau ấy. Hái cái bao tay, cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay. Hái cái bao tay đụng nhau ấy. Hái cái đồ ăn gì? Cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay. Hái cái bao tay đụng nhau ấy. Hái cái đồ ăn gì? Cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay. Hái cái đồ ăn gì? Cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay. Hái cái đồ ăn gì? Cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay. Hái cái đồ ăn gì? Cái chỗ bị cái nó có hái cái bao tay.